bảy bạn ạ. Tầm bảy á? Vâng. Cái này bỏ ra đây. Bao nhiêu tiền xem nào? Ui hiu nhà, to thật đấy. Thế để bác đi lấy đồ đấy nhá. Vâng ạ. Lấy cái chậu ấy, cái cân đó. Lấy cái chậu đó. Bác lấy lên cân đi nào. Cân trước nha. Vâng ạ. Buộc vào đấy, tuột ra đấy. Rồi bao nhiêu cân đây? 11 cân bác ạ. 11 cân à? Vâng. Con cầm này nhé. Ui, con cá này to nhở? Vâng. Nhiều đây, con cất rồi, kia đi. Nhiều xuống nhở con cá này này. Xem nào, cá gì đây? Con cá chấm, cá chấm không? Vâng. Con này cũng con sống này. Con này yếu rồi đấy nhỉ, con này. Vâng, con để bấy được 2 hôm rồi bác ạ. Bấy được 2 hôm rồi. Nghe. Yeah. Bấy nhiều chú không? Có 2 chú bác ạ. Yeah. Thế cái này đi lấy hết chưa? Chưa bác ạ, còn một chú, một tí con lấy dưới bác ạ. Tí lại đi xem bấy nữa. Vâng. Thế yeah. Con nó cũng bị yếu rồi bác nhỉ? Vâng. Chắc nó vào được 2 hôm trước rồi bác ạ. Bây giờ con mới xám. Nó vào lâu ngày nó không có gì ăn. Ui, cái con này nhỉ. Vâng. Con này thịt ngon lắm đấy. Vâng ạ. Chắc thịt lắm đấy cá này. Thích nhỉ? Vâng ạ. Ngon lắm bác ạ. Ui. Cái này con bán thế nào? Con bán như mỗi ngày nhỉ bác ạ? 100 một cân. 11 cân. Đúng không bác? Vâng ạ. Thế chiều mốt nhá. Vâng. Một triệu 100.000. Vâng. Cắt đi. Đủ rồi đó. Đúng ạ. Đúng rồi bác ạ. Con dao nữa. Được chưa? Được rồi bác ạ. Bây giờ đi về hay con đi đâu? Con vào đi xem bấy nha bác ạ. Con đi xem bấy á? Vâng. Coi có con gì.
Ba con để nhờ mẹ ông ba. Được, khi nào con đi bãi thì qua lấy cũng được. Vâng ạ. Thế có được cá không? Ba được hai con nữa bác ạ. Hai con à? Vâng. Thế không bán nữa à? Không bác, con để có việc bác ạ. Thế con còn đi đâu? Con mang cá cho chú con kia bác ạ. Nhá. Yeah. Vâng. Ờ thế con cứ đi đi. Sang nhà bác á? Vâng. Đi đâu về có cái gì mà nặng thế? Con đi cá nhà bác ạ. Đi cá vậy á? Vâng. Được cá không? Có ạ. Nào. Ồ, xem cá nào. Đấy bác ạ. Đấy á? Vâng. Cá này con đi bẫy về à? Vâng. Ui, cá to thế. Hai con này á? Vâng ạ. Thì con lấy hai con này đi sang cho bác á? Vâng, con sang thì con tặng bác ạ. Ui, cá to nhỉ? Vâng. Cái này con đi đặt bẫy được à? Vâng ạ, bẫy. Cứ cho con để thế bác ạ. À, bây giờ mình xem bẫy về à? Vâng. Ô, thì con định tặng hai con này cho bác á? Hai vâng. Con này to này nhiều tiền đấy. Thì con không để thì ăn à? Không ạ, à, với con bán được về bác ạ. Bán được một tí rồi bác ạ. Hôm nay con bán nhỉ? Vâng. Con bán được một mẻ cá cho á? Vâng. Thì con không để ăn thì về nhà con có gì ăn chưa? Con có rồi bác ạ. Ở nhà có đồ ăn rồi chứ? Vâng. Ui, hàng cái này to này nhỉ. Thế vâng. Cho bác thì bác xin nhá. Vâng. Ừ, nhưng mà nhà bác ở ngay đây thôi thì đi sang nhà bác chơi một tí đấy nhá. Vâng ạ. Tí nữa chiều bác đưa về nhá. Vâng ạ. Đấy, bây giờ cũng giờ trưa thôi, sang nhà bác chơi đi đã. Vâng. Bác để vào đây đấy nhá. Vâng ạ. Xong rồi đi theo xe bác lên nhà bác, chiều bác lại đưa về nhá. Vâng ạ. Ừ, thì con có gùi đâu hay bác về xe này, con gùi gùi được nhá. Vâng. Ừ, con đi. Đi nhà bác chơi đấy nhá. Vâng. Mua được chưa?